đang xem tập số 23 trong chuỗi clip hướng dẫn phần phát âm cùng với Miss Hảo tại PMP English ha. Rồi, như thường lệ thì trước khi mình bắt đầu, cô Hảo muốn nhắn nhủ là các bạn hãy lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chú và mình hãy chọn đáp án trước khi mà mình nhận lời giải từ cô nha. Rồi, đi nha. À, câu đầu tiên trong tập 23 này của mình sẽ cùng tìm hiểu, đó là câu số 107 của đề nha các bạn. Mình có những cái chữ như là view, sight, watch và chữ show, ok chưa? Mình cần phải dịch nha. Và theo những kinh nghiệm mà trước giờ cô vẫn chia sẻ với các bạn, đó là mình muốn dịch á thì mình sẽ coi thử là cái đề này của mình đang bắt mình dịch loại từ là gian đọc, tiếng hay trạng, đúng không? Vậy thì các bạn xét nè, cái chỗ trống này ở đây nè, bạn ngắt ngay chữ off. Tại vì bản thân cái chữ off này của mình nó đang là một thằng giới từ ha, từ giới hạn cụ thì bạn ngắt lại. Còn phía trước này nè, closer này của mình vẫn đang là một cái từ, nó mình gọi nó là từ vựng, mình xét về mặt nghĩa là chủ yếu ha. Chỉ có cái mã từ ở này, từ ở này mới là một cái từ chức năng ha, và cái chức năng của nó là mã từ để bắt đầu của một cụm danh từ. Đây là noun phrase của mình cần phải xét nha. Vậy thì chỗ trống này của mình ha, mình đang dịch là danh từ. Cho nên là cái đáp án này là cho dù nó có bao nhiêu từ loại đi chăng nữa, bạn vẫn chỉ lấy nghĩa danh từ bạn xét thôi. Ví dụ nè, chữ view. Cái từ view này theo định nghĩa của từ điển đó thì nó sẽ nói là the view là what you can see, những gì mà bạn có thể thấy được ha. What you can see, những gì mà có thể thấy được. Còn từ sight, sight này á, từ sight thì sẽ định nghĩa khác nha. Sight là cái ability. Sight là định nghĩa ability to see something, cái khả năng để bạn có thể nhìn thấy một vật gì đó. Thì cái từ sight này là cái thị lực. Còn chữ view là cái cảnh hoặc là cái quan cảnh ha. Nó khác nhau. Rồi, tới chữ watch, bạn nào đeo đồng hồ đeo tay ấy, thì mình sẽ dùng chữ watch này nhé. Còn động từ thì là nhìn hoặc là xem. Show, show là buổi biểu diễn này. Giống như các bạn có fashion show, buổi biểu diễn thời trang chẳng hạn. Vậy bây giờ mình có nhờ, những người mà muốn cái gì đó gần hơn của cái sân khấu này. Vậy ý của người ta là những người nào mà muốn nhìn sân khấu gần hơn, muốn có một cái quan cảnh của sân khấu gần hơn này. Đó, các bạn chọn cho cô chữ view ha. Rồi, some seats in the third row. Rồi, chủ ngữ nè. Một vài cái chỗ ngồi ở hàng thứ ba. Thì ngược lại ha. Một vài chỗ ngồi ở hàng thứ ba thì vẫn available, vẫn có sẵn cho những người nào mà muốn có một cái view ở gần sân khấu hơn, có một cái cảnh, có một cái tầm nhìn gần sân khấu hơn ha. Từ view này có thể là tầm nhìn cũng được. Còn từ sight thì sẽ là thị lực. Mình có cái cụm hay lắm nhỉ. Vì mình có cụm trong tên là lose your sight, tức là mình bị mất thị lực, mình tự nhiên đang sáng nhưng mình trở nên bị mù, mình không nhìn thấy được nữa nhá. Rồi, câu số 8. Rent, rental, to rent và chỉ rent. Lỡ như mà gặp mấy cái đề mà có những cái từ mà giống góc khác đuôi như này nè, thì là những cái câu dễ ha, bạn cố gắng bạn làm nhanh nhanh một xíu, mình tiết kiệm thời gian. Cái góc của mình đây là chữ rent, được chưa? Rent là cái góc đuôi ha, đuôi ồ nè, rồi thêm to nè, thêm that. Đó là vấn đề của người ta. Câu chuyện của mình á, mình chỉ cần quan tâm vào cái chỗ trống này và xét cho cô phạm vi trước và sau thôi. Vậy bây giờ cô có nè, từ fit này gặp dấu chấm, đây chỉ là một cái thằng từ vựng thôi nha. Còn cái loại từ là gì thì mình xíu nữa mình sẽ biết, nhưng mà về mặt nghĩa các bạn cũng không quan tâm, cần quan tâm lắm đâu. Tại vì bài này đang kiểm pháp nè. Xong bạn xét nha, cái chỗ này thằng x là một từ chức năng, tính từ sở hữu cũng là một cái thành tố để bắt đầu một cụm danh từ, và cụm danh từ luôn luôn tận cùng là noun. Thì trước noun này bạn sẽ đi cùng một thằng tính từ để bộ nghĩa cái danh từ đó. Đây là cụm của mình ha. Vậy thì lúc mà các bạn chọn tính, nếu như mình nhớ đuôi thì rất tốt nha. Ngoài đuôi ồ này, các bạn còn có đuôi phồ này, rồi đuôi ồ này, đuôi ẹt này, đuôi ẹt đó, và đuôi us. Vậy thì suy ra kiểu này cô sẽ gọi là cô B. The rental fleet, được chưa? Cái từ fleet này, từ fleet này của mình á, từ fleet này thì là đoàn tàu, một cái hạm đội dùng trong quân đội hay dùng trong quân sự nè, hoặc là dùng trong cái dịch vụ chẳng hạn. Fleet là một đoàn những phương tiện, một nhóm những phương tiện nào đấy. Rồi, công ty này plan to có hộ không nè, plan to hoặc là thằng intend to, cái này cũng dễ, cô nhắc các bạn nhớ ha. Plan to hoặc intend to, dự định. Công ty này dự định là sẽ thêm more 10 vehicles, thêm 10 phương tiện vào cái hạm đội cho thuê của nó ha. The rental fleet, cái đội tàu hoặc đội thuyền này, nhưng mà cái đội đó với mục đích là cho người ta thuê, cho nên người ta dùng tính từ là rental, ok. Rồi, qua ha, qua số 8 rồi đúng không, tới câu số 9 nè. So that all, even though và chữ until, mình ôm một tí xíu về phần liên từ nha các bạn. Giờ nhìn nè, các bạn để ý nha. Mỗi khi mà thấy có that, so that, hoặc là các bạn có thể dùng một cách, một cái từ khác có cách dùng tương tự đó, in order, nhưng mà các bạn dùng là in order that ha. Đó, thì bạn gọi mệnh đề cho cô nè. Đó, thì là để mà để chỉ cho mình mục đích ha. Thay vì dùng to verb thì bạn dùng một mệnh đề, so that gọi mệnh đề. Từ o này nè, ở phía trước là a or b hoặc cùng loại nha. Even though, rồi ghi vô luôn nè, ô lại cho nhớ nha. Even though, chữ đâu nè,
hoặc là chữ on đâu đó, cộng với mệnh đề luôn. Mình dịch cho cô là mặc dù. Đây là một cái liên từ, người ta gọi là liên từ mô tả cái sự nhượng bộ ha. Mặc dù, dù ốm nhưng vẫn cố gắng đến trường, mặc dù. Còn từ until này nè, hoặc là các bạn sẽ thấy nó giống như cái chữ till mà có chữ hai chữ L đó. Till và until thì là cho đến khi. Giờ bạn xét nha, bạn xét thì bạn sẽ thấy như sau nè. Ông này volunteer to do something. Volunteer to, ông này ông tình nguyện, đi vô mà học nha. Ông này ông tình nguyện, volunteer to do something. Còn nếu như bạn thấy cái từ volunteer là danh từ thì bạn dịch là tình nguyện viên. Rồi, assist này, nó giống như các bạn dùng đọc từ help hoặc là dùng đọc từ support. Đó, ông tình nguyện hỗ trợ tại cái front desk. Front desk là em sẽ thấy người ta dùng chữ là reception area. Đó, hoặc là reception desk, người ta gọi là khu vực lễ tân. Ông tình nguyện ông hỗ trợ tại khu vực lễ tân. Câu sau nè, nhìn chữ never nè. Never, anh này chưa bao giờ worked directly, làm việc trực tiếp với customers before. Ở phía sau là chưa bao giờ làm việc với khách hàng trực tiếp. Lẽ ra chưa bao giờ làm thì thôi đúng không? Tự nhiên chưa bao giờ làm với khách hàng hết mà bây giờ lại tình nguyện làm việc như thế này. Thì em thấy hai cái ý trái nhau, nhượng bộ cho nhau. Em chọn câu chữ even đâu, mặc dù. Dù chưa bao giờ làm việc với khách hàng trực tiếp nhưng mà anh này vẫn tình nguyện là hỗ trợ tại khu vực này. Tại vì cái chỗ mà front desk hoặc là reception area hoặc là cái nơi mà receptionist, những cái người lễ tân làm việc á, là cái nơi họ sẽ tiếp nhận phản hồi hoặc là hỗ trợ trực tiếp khách hàng luôn. Đấy, hai cái vế này trái nhau hoàn toàn thì em chọn cho cô chữ là even đâu nhá. Rồi ok, nhớ ghi lại những cái điều mình đã chia sẻ trong bài ngày hôm nay nhá. Tập này là tập số 23, đến đây là kết thúc và cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nhá. Bye bye.